cái tư duy đọc ảnh này, phân tích ảnh này, xem ảnh chúng ta thừa cái gì, thiếu cái gì, cần xử lý như thế nào, thì đó mới là cái yếu tố quan trọng bậc nhất hàng đầu để dẫn đến cái việc chúng ta xử lý ảnh về sau nhá. Hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mình tư duy hoàn thiện cái bức ảnh ra như thế này. Thì đây là cái ảnh gốc này, thì các bạn sẽ xem này, cái ảnh gốc này được chụp tại cái khẩu độ 2.2 với tiêu cự 1.35, với cái lý do là đường Phan Đình Phùng nó rất là đông người qua lại và mình phải sử dụng cái khẩu độ này để lắp không cái người đi đằng sau và làm nổi bật chủ thể lên. Và khi về nhà mình xử lý thì các bạn sẽ thấy đầu tiên mình xử lý ở đây chính là những cái cờ đỏ như này, bởi vì cái màu đỏ và cái màu vàng là nó đối chọi với nhau, nó làm mất sự tập trung với người mẫu. Cái thứ hai nữa mình cần xử lý ở đây, các bạn thấy ở đây các hàng cây, các gốc cây nó rất là trắng như này, nó cũng làm cái sự mất tập trung đối với người mẫu mà mình không thích cái điều này, và mình cũng xử lý cái hàng cây này. Cái thứ ba nữa là mình làm cho cái vệt nắng này nó chuyển tiếp từ ban trên này xuống này, nó nối tiếp với cái mái tóc của cô này, và cuối cùng là mình chuyển cái màu lá này nó sang màu cam đậm một chút để cho nó có cái mùa thu và có cái kết quả ảnh như thế này nhá.